Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bí thư Nguyễn Xuân Kỳ, tỉnh Quảng Ninh có khả năng bị bắt. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo Chấm đề biết, cuộc đua chiếm ghế tổng bí thư đã bắt đầu trở lại ngay sau khi kết thúc lễ tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có khả năng bí thư Nguyễn Xuân Kỳ của tỉnh Quảng Ninh sẽ bị bắt giam, mục đích là để gây sức ép lên thủ tướng Phạm Minh Chính, buộc ông phải bỏ cuộc đua. Nguồn tin nội bộ cũng cho biết, bí thư Nguyễn Xuân Kỳ sinh năm 1972, quê quán Nam Định, đã bị triệu tập về Bộ Công an ở Hà Nội để thẩm tra. Và đây là hình cặp đôi oan gia Đinh Văn Nơi và Nguyễn Xuân Ký. Hồi tháng 8 năm 2022, Tô Lâm đã đưa Đinh Văn Nơi từ An Giang ra tận Quảng Ninh, nắm chức giám đốc công an tỉnh này, mục đích là moi cho bằng được những sai phạm của nhóm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến Phạm Minh Chính. Sau 2 năm làm việc tại Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã hoàn tất hồ sơ về bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký cũng như những người khác để trao cho Tô Lâm. Xem như Đinh Văn Nơi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tô Lâm giao phó với những hồ sơ đen nằm trong tay. Tô Lâm có thể ra tay với Nguyễn Xuân Ký bất kỳ lúc nào. Khả năng cao, bí thư Nguyễn Xuân Ký sẽ phải vào lò trong thời gian tới. Nguồn tin nội bộ cũng cho Thời báo chấm đề biết, Tô Lâm chuẩn bị rút Đinh Văn Nơi về Bộ Công an, làm Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 thay cho Thiếu tướng gốc Nghệ An Phạm Thế Tụng. Cục A03 dưới bàn tay của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi hứa hẹn sẽ là một cơ quan giúp cho Tô Lâm củng cố quyền lực. Vị trí này được xem là trung tâm lập nên những tập hồ sơ đen của các quan chức từ Trung ương đến địa phương. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm, người đang chiếm thế thượng phòng trên chính trường. Ngay sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa nhắm mắt, thì Tô Lâm đã lên kế hoạch nhắm vào Thủ tướng Phạm Minh Chính đầy mưu mẹo cũng từng làm trong ngành công an, từng được phong hàm, phong chức một lượt và cạnh tranh nhau từng ly từng tí. Tô Lâm hiểu Phạm Minh Chính nguy hiểm như thế nào, thì Phạm Minh Chính cũng hiểu Tô Lâm có đã, có giả tâm ra sao. Cả hai không lạ gì nhau, giờ đây cuộc đấu đá tranh giành ghế tổng bí thư đang đi đến trận chung kết giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Hiện nay, tuy Tô Lâm quyền lực mạnh hơn Phạm Minh Chính rất nhiều, nhưng nếu Trung ương đảng bỏ phiếu bầu tổng bí thư thì Phạm Minh Chính nhận được nhiều phiếu hơn Tô Lâm. Tất nhiên, Phạm Minh Chính cũng đang theo sát những động thái của Tô Lâm để tìm cách đối phó. Với những thông tin rõ rỉ như trên, liệu có khiến cho Phạm Minh Chính thay đổi chiến lược đối phó hay Tô Lâm phải thay đổi kế hoạch tấn công? Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ ứng phó ra sao? Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký từng là tránh văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2013, nghĩa là thời kỳ mà Phạm Minh Chính làm bí thư Quảng Ninh. Như vậy có thể hiểu rằng ông ký từng là tai hòm chìa khóa một thời của thủ tướng khi ông còn ở Quảng Ninh. Chắc chắn ở vị trí này, ông ký sẽ biết nhiều chuyện riêng tư, bí mật của vị đương kim thủ tướng và cũng sẽ là điều dễ hiểu khi Chủ tịch Tô Lâm đánh vào đối thủ từ mối quan hệ này. Chưa rõ cuộc chiến sẽ ra sao khi mà thế lực khi mà thế và lực của Chủ tịch nước đang rất mạnh nhưng lại bị rất nhiều thế lực khác trong đảng thù ghét. Còn vị thủ tướng cũng không phải tay mơ, dù đang ở kèo dưới. Một số nguồn tin cho biết, ông Phạm Minh Chính đang tìm cách liên kết với thế lực quân đội. Do đó, cuộc đấu Tô Lâm và Phạm Minh Chính chưa đến phút cuối cùng thì chưa thể chắc chắn điều gì. Hơn nữa, ông Chính từng cho thấy ông có khả năng lội ngược dòng khi thắng ghế thủ tướng vào năm 2021. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bí thư Nguyễn Xuân Ký, tỉnh Quảng Ninh có khả năng bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một ụ khô và cầu tàu ở căn cứ riêng của Campuchia có thể được xây dựng cho tàu ngầm Trung Quốc. Ngày 26 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin, căn cứ hải quân Jim của Campuchia có thể được sử dụng cho tàu ngầm Trung Quốc. AFA dẫn lời chuyên gia Thomas thuộc Trung tâm An ninh Mỹ nói rằng, một ụ khô mới và cầu tàu có thể được dùng để bảo hành các tàu ngầm Trung Quốc vừa được xây dựng ở căn cứ hải quân Jim của Campuchia. Các dữ liệu vệ tinh mà AFA có được từ Planet Lab hồi tháng 6 cho thấy một ụ khô có kích thước khoảng 140 m độ dài và đường vào cạnh đó, một cầu tàu dài 270 m đi dọc mép phía nam của căn cứ này. Và đây là hình bản tin trên AFA. Đến tháng 5 vừa qua, ụ khô vẫn đang được xây dựng, 140 m là quá ngắn cho các tàu lớn của Hải quân Trung Quốc. Ông cho biết, nhưng đúng kích thước cho tàu ngầm. AFA dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc hiện có khoảng 60 tàu ngầm và phần lớn các tàu này có độ dài ngắn hơn 100 mét theo chuyên gia Thomas ụ khô mới chỉ vừa đủ lớn cho tàu hộ tống Type 056 như loại đã từng có mặt ở căn cứ Rim hồi tháng 12 năm 2023 ông cho rằng đây là một khoản đầu tư lớn nếu chỉ để sử dụng cho tàu hộ tống và lưu ý là công trình mới ở Rim rất giống như công trình ở căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc ở Thanh đảo khoảng 140 mét độ dài và đường vào cho các tàu nhỏ chuyên gia này nhận định vì căn cứ hải quân Rim có thể được dùng cho tàu ngầm Trung Quốc là hợp lý, vì khoảng cách chỉ bằng một nửa khoảng cách từ Rim đến El Malacca nếu so với khoảng cách đến căn cứ ở đảo Hải Nam. AFA cũng cho biết El Malacca là một điểm chiến lược quan trọng và khoảng cách đến đó rất quan trọng đối với các tàu ngầm không hạt nhân chậm. Trong trường hợp có đụng độ ở Biển Đông, sự hiện diện của các tàu ngầm trong Vịnh Thái Lan có thể cho Hải quân Trung Quốc một hướng tiếp cận khác, ông nói. Theo AFA, căn cứ Rim nằm rất gần Việt Nam, chỉ cách đảo Phú Quốc khoảng 30 km. Việt Nam cũng có căn cứ tàu ngầm ở Cam Khanh, tại tỉnh Khánh Hòa, nơi có 6 tàu ngầm kilo của Nga. Và đây là hình cựu Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh và cựu đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiền tại lễ động thổ cải tạo căn cứ Rim vào tháng 6 năm 2022. AFA dẫn lời chuyên gia Nguyễn Thế Phương thuộc Đại học New South Wales ở Úc nhận định rằng Việt Nam nên theo dõi sát tình hình, đặc biệt nếu Campuchia xây dựng một đường băng gần đó. Chuyên gia tin rằng Campuchia sẽ cho xây dựng đường băng này. Bình luận về căn cứ Hải quân Rim, BBC tiếng Việt ngày 4 tháng 7 cho biết, cả giới chức lẫn chuyên gia từ Mỹ và các quốc gia lân cận với Campuchia, bao gồm Việt Nam, vẫn luôn thắc mắc về vai trò của Trung Quốc tại đây. Theo đó, câu hỏi đặt ra là, Trung Quốc có quyền tiếp cận độc quyền với căn cứ quân sự Rim? hay có thể lập một tiền đồn nước ngoài thứ hai tại Shibudi ở châu Phi nếu hiện diện quân sự lâu dài. Tuy nhiên, BBC cho biết, cho đến nay, những thỏa thuận nếu có giữa Trung Quốc và Campuchia vẫn nằm trong vòng bí mật. Nếu so với Mỹ, Trung Quốc hiện đang thiếu một mạng lưới căn cứ và có sở hạ tầng hậu cần rộng khắp cần có để trở thành một lực lượng hải quân nước xanh hoạt động khắp thế giới. Theo BBC, căn cứ Jim được xem là một phần trong chiến lược chuỗi đảo Ngọc Trai của Trung Quốc nhằm xây dựng lực lượng hải quân nước xanh. Công khai trên truyền thông, Trung Quốc chỉ tuyên bố giúp Campuchia cải tạo căn cứ Rim. Đồng thời, các lãnh đạo Campuchia trong những năm qua luôn bác bỏ việc cho phép nước ngoài lập căn cứ trên lãnh thổ của mình, nói rằng điều đó đi ngược với Điều 53 của Hiến pháp. Điều 53 Hiến pháp Campuchia cấm cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin một ụ khô và cầu tàu ở căn cứ Rim của Campuchia có thể được xây dựng cho tàu ngầm Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.